Tôi chết. Mày đây à? À, đâu rồi? Anh Vũ đâu? Mơ, vừa mới đây mà. Chắc lại trốn vào xó nào đấy rồi. Để xem anh ấy có trốn được mãi không. Sao? Thế mày tìm Vũ có việc gì? Thì là cái bụng của em đã ưng anh ấy làm chồng rồi. Thế mà anh cứ lồng lên như con trâu ấy. Thế cơ à? Chết. Thế thì việc này anh phải báo cáo lên cấp trên rồi. Là nghiêm trọng đấy. Ừ, không phải đâu ạ. Em là em tự thích anh ấy. Em tự thích à? Anh Vũ không có lỗi gì đâu ạ. Anh đừng trách anh ấy. Tội anh ra rồi. Anh ơi, anh hứa sẽ không báo cáo. Bỏ qua được chưa? Vâng ạ. Không cần phải úp mặt vào chuồng trâu nữa. Biết rồi, người ta không tha cho đâu.